nên một ngày bình thường như mọi ngày, mình quyết định up một video không tầm thường như các video bất thường trước đây. Hiểu không, hiểu không? Đùa đấy, chứ chủ đề hôm nay là các nữ YouTuber đỉnh đám nhất Việt Nam hiện nay. Có ai thắc mắc họ tới vùng đất nào của Việt Nam không? Gia thế khủng ra sao? Ai từng đi rửa bát thuê nhỉ? Cô gái nào có nhiều scandal nhất? Tất tần tật sẽ được bật mí ngay và luôn. Nhớ xem hết để trở thành thánh biết tuốt nhé! Mở màn cho video ngày hôm nay là một hot nữ YouTuber đang làm mưa làm gió, nổi tiếng hơn qua mùa sao nhập ngũ năm 2020. Đó chính là Hậu Hoàng. Vậy biệt danh của Hậu Hoàng là gì? Đố bạn nào biết? Nữ hoàng nhạc chế là biệt danh mà cộng đồng mạng đặt cho Hậu Hoàng vì khả năng chế nhạc cực kỳ chất. Nội dung chủ yếu đề cập đến những thứ trong cuộc sống như việc dọn nhà đón Tết né, nạn mời cưới hay chuyện nghề shipper, và tất cả đều rất đời thường, nhưng nó lại là những câu chuyện luôn được mọi người quan tâm. Bởi cái sự năng lượng tích cực mang lại hài hước vui vẻ, những thông điệp ý nghĩa và đáng chú ý cho khán giả đấy. Bạn đã từng xem mấy lần rồi và có thắc mắc rằng chị ấy là người con của quê hương nào mà tài năng quá vậy không? Hà Nội hay Hải Phòng? Người con của mảnh đất thủ đô, cô gái sinh ngày 4 tháng 7 năm 1995. Hậu Hoàng không cao lớn, body không bắt mắt, lại có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, thậm chí là gầy gò, nhưng lại toát lên hình ảnh nhanh nhẹn hoạt bát, luôn vui cười, cùng tính cách khá lầy lội và nhí nhố, đem đến vẻ năng động tươi trẻ. Mà mấy mem xinh đẹp có biết ngày 4 tháng 7 chị ấy sinh ra là cung hoàng đạo nào không? Ai trùng thì vào comment tên cung hoàng đạo đó nhé! Và nếu bạn là một fan chính hiệu con đà điểu của Hậu Hoàng thì phải biết một thông tin thú vị sau đây. Trong năm vừa qua, Hậu Hoàng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ, một chương trình lớn trên VTV và được dân tình chú ý đặc biệt khi gán ghép Hậu Hoàng với ai? Ai theo dõi Sao Nhập Ngũ 2020 không bỏ sót tập nào thì phải biết nè, Hậu Hoàng được dân tình đẩy thuyền cực mạnh với mũi trưởng long nha các bạn. Sao Nhập Ngũ đã khiến ai nấy phải dần dần phát sốt với những hành động cử chỉ dễ thương của hai người trong suốt chương trình, đã làm con dân đứng ngồi không yên, trong đó có mình đấy. Bạn có thế không? Nếu mình cùng thuyền thì đến tiếp theo với một bí mật của Hậu Hoàng mà phải quý fan lắm thì nhanh trí mới tiết lộ đó nha. Hậu Hoàng tham gia Sao Nhập Ngũ có lý do chứ không phải là tự nhiên mà tham gia đâu. Có bạn nào biết lý do tại sao không? Sự thật được bóc trần ngay đây, Hậu Hoàng từng tiết lộ cơ duyên mang cô đến với Sao Nhập Ngũ là do cô bị bạn thân Khánh Vân rủ rê. Lúc đầu khá do dự vì sức khỏe yếu, không dậy sớm được theo chế độ giờ giấc sinh hoạt quân đội, nhưng cuối cùng Hậu Hoàng vẫn gạt hết nỗi lo, nhận lời tham gia chương trình. Nếu mà không có Hậu Hoàng tham gia thì làm sao mà 500 anh em xem được những màn cẩu lương hài hước với mũi trưởng long cơ chứ? Và tiếp theo mình cá rằng nhiều bạn sẽ phải há hốc mồm, trợn tròn mắt khi biết gia thế khủng của nhà Hậu Hoàng đấy. Theo bạn, gia thế của nhà Hậu Hoàng khủng cỡ nào? Cả gia đình Hậu Hoàng đều làm trong quân đội nha các bạn ơi. Bố Hậu Hoàng mang hàm đại tá, còn mẹ là trung tá nè. Cấp bậc này cực kỳ cao trong quân đội đó. Ui, sướng thế không biết, đúng là người sinh ra ở vạch đích có khác các bạn nhỉ. Ủa, cơ mà có gì đó sai sai ở đây, ai phát hiện mình tặng quà nho nhỏ với trái tim to to luôn nè. Tại sao có gia thế khủng vậy giữa một rừng quân nhân đáng ngưỡng mộ mà Hậu Hoàng không đi theo con đường ngậm thìa vàng mà lại đi hướng hoàn toàn khác làm YouTuber nhỉ? Đố bạn biết đấy. Dầu ép mỡ, ai nỡ ép đi theo con đường quân nhân. Hậu Hoàng may mắn không bị bố mẹ ép buộc gì cả đâu, cứ làm những gì mình thích. Cô nàng sau khi tốt nghiệp đại học có tham gia vài việc nhưng không hợp, rồi lại quay lại con đường làm vlog cùng với các ý tưởng táo bạo và sáng tạo, cover bài hát được cư dân mạng chú ý, từ đó tên tuổi Hậu Hoàng lên cao như diều gặp gió. Và mình nghĩ sự thành công đó là một phần mà bố mẹ ủng hộ Hậu Hoàng chăng? Có thể nói nữ hoàng nhạc chế này quá chất, nhưng sự thật thời đi học của cô nàng cũng làm bạn phải sốc toàn tập đấy nha. Theo bạn, môn học nào mà Hậu Hoàng ghét nhất, toán hay văn? Lạ
lại là một điều đối lập bất đắc dĩ của Hậu Hoàng nữa mà khiến cộng đồng mạng phải giật mình ngã ngửa, đó là thời đi học, môn học mà cô ghét nhất là môn văn. Giỏi chế nhạc, viết lời hay cực đỉnh nhưng lại ghét môn văn, có sai quá không ta? Nhưng thời tới cản không kịp đó mấy bạn ơi. Giống mình nè, ngày xưa đi học thời khóa biểu ngày nào văn với toán thì eo ôi chán như con rắn, mà chẳng hiểu sao mình lại có động lực làm video tâm sự với các bạn ý. Hi hi, chắc vì sự ủng hộ nhiệt tình của các fan đây mà. Nhớ thả like và subscribe nhiều nhiều vô nha. Thôi thôi, nói tiếp về chị Hậu Hoàng đi. Vừa có gia thế khủng nhưng không vì thế mà ỷ lại đâu. Hậu Hoàng cũng tự vươn lên bằng chính sức lực tài năng của mình đấy. Vậy bạn nghĩ Hậu Hoàng giàu cỡ nào? Cô nàng kiếm khoảng bao nhiêu một tháng? Tin được không? Khi mà tiền Hậu Hoàng kiếm được trong một tháng từ kênh YouTube lên đến 350 triệu đồng. Ngoài ra cô còn nhận quảng cáo cho các nhãn hàng, tham gia game show dài đặc nữa thì doanh thu của Hậu Hoàng còn khiến Sơn Tùng phải chịu thua đấy chứ. Câu đố tiếp theo, test độ tinh tế theo xu thế của bạn nè. Hãy tìm ra màu tóc đúng nhất mà Hậu Hoàng từng để. Biết rồi nha, màu tóc tím khói từng được Hậu Hoàng diện cực kỳ nổi bật, vừa cá tính lại vừa tôn lên làn da trắng ngân của cô nàng nữa. Mình cũng từng dự định nhuộm màu tóc thật cháy như này một lần trong đời xem sao, nhưng sợ mẹ đuổi ra bãi rác quá, nên thôi. Và câu hỏi tiếp theo, siêu siêu khủng luôn. Theo bạn, Hậu Hoàng và bà Tân Vlog ai giỏi hơn? Ái cha cha, câu hỏi khoai đấy. Nếu đánh giá về độ nổi tiếng thì Hậu Hoàng và bà Tân Vlog ngang tải ngang sức. Ai cũng có những khả năng khác nhau và ai cũng có những clip triệu view. Nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì Hậu Hoàng giỏi hơn chứ, bởi vì mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng mà. Còn bạn thì sao? Comment cho ý kiến đi nè. Nhưng không phải chỉ có Hậu Hoàng mà trong làng nữ YouTuber tài năng xuất chúng của Việt Nam không thể không nhắc đến cô nàng tiếp theo. Đặc biệt ai là game thủ và mê cái đẹp thì không đời nào bỏ qua. Đó là Mithy, cô gái cá tính của chúng ta. Đố bạn biết Mithy ít tuổi hơn hay bằng tuổi Hậu Hoàng? Không những tài năng xinh đẹp như nhau mà Mithy còn bằng tuổi Hậu Hoàng khiến cả hai thường bị đem ra so sánh một cách bất đắc dĩ. Mithy là một cô gái xinh đẹp cá tính, không chỉ là streamer nổi danh trong cộng đồng game. Cô còn được nhiều người yêu mến nhờ lối nói chuyện dí dỏm hoạt bát. Tính đến thời điểm hiện tại, Mithy sở hữu cho mình hơn 6 triệu lượt subscribe trên kênh YouTube. Nhanh trí chỉ dám ước mơ được 1 triệu subscribe thôi, có fan tình nguyện giúp đỡ không ta? Và fan Mithy đâu hết rồi, bởi hết vào đây mình tiết lộ cho một bí mật nữa nhé. Chị ấy từng được ship cặp với một trong tứ đại YouTuber nổi tiếng Việt Nam, đó là ai vậy? Những người biết đến Mithy chắc hẳn cũng sẽ không lạ lẫm với cái tên Piu Piu. Anh chàng đồng nghiệp với biệt danh là soái ca ngôn tình cũng là một streamer nổi tiếng không kém cạnh. Cặp đôi không chỉ là bạn diễn ăn ý, là người đồng hành trong các talk quay hay các live stream vui vẻ, không ngớt tiếng cười nên được đông đảo cộng đồng mạng siết cặp nhiệt tình. Tuy thế thì anh Piu Piu có bạn gái rồi nha. Và tin hot on hot chấn động tiếp theo sau đây về Mithy, không giật gần không ăn tiền nè các bạn, chuẩn bị tinh thần chưa nào? Cô nàng từng bị cư dân mạng câu like rẻ tiền bằng chiêu trò gì? U là trời, tự nhiên ngủ một đêm sáng dậy cái thành người tối cổ, chẳng hiểu sao ghen ghét ganh tị gì cô nàng mà câu like bằng trò rẻ tiền là giả vờ tung ảnh nóng lên mạng và gắn tên Mithy vào. Ngay lập tức, cô nàng đã cập nhật trạng thái trên Facebook của bản thân với nội dung rất gắt và phản pháo cô gái trong clip nóng đó không phải là mình. Hey, quá đáng thật đó, tội này bị kiện như trời chứ đùa. Thế còn khi so sánh Hậu Hoàng, Thơ Nguyễn và Mithy, theo bạn ai mang lại giá trị có ích lớn cho cộng đồng hơn? Người đều có quan điểm và cách nhìn nhận riêng, còn theo mình tất cả những người làm nghệ thuật, hoạt động chân chính, vươn lên bằng chính khả năng đều đóng góp ít nhiều giá trị cho cộng đồng. Bạn yêu thích ai thì cứ comment xuống bên dưới nhé! Và câu hỏi sau là một câu hỏi mở, hoàn toàn đặc biệt. Đố bạn ai có đam mê xăm hình? Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất, mình sẽ ghim ngay lập tức tại video này nhé. Còn bây giờ thì bye bye!